Nhân xin chào cô chú anh chị mình nhé. Video ngày hôm nay Nhân sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một nền đất với cái diện tích là ngang 4 và chiều dài là 14 nha cô chú anh chị, hơn 14 một chút xíu. Nhân chạy qua cầu Khan Thủy và Nhân rẽ bên tay phải chạy theo cái đường kênh KT11. Đường KT11 là một trong những cái con đường, và phải nói là một con đường luôn chứ không phải một trong, mà con đường dài nhất dự án của mình, nó lên tới 3 km, tức là 3 cây số nha cô chú anh chị. Nó nối dài từ đầu trên cho tới đầu dưới của dự án của mình luôn, và nó thông ra ngoài tỉnh lộ 9 cũng như là khu nghiệp Đức Hòa 3. Rồi mình tới đường D17, mình sẽ rẽ tay trái mình chạy vào. Con đường của mình hôm nay rất là sạch sẽ, rất là thoáng mát. Nhà ở thì hầu như là muốn kín hết rồi, như cô chú anh chị mình thấy trên màn hình ha. Rồi bây giờ Nhân đã tới cái vị trí của lô đất mà Nhân muốn giới thiệu cho cô chú anh chị mình. Mình nhìn lại cái chỗ mà mình mới vẹo vào từ ở ngoài kênh sông Trăng, mình vẹo vào ha. Thì bên đây cũng như là bên đây, nhất là bên đây thì nhà ở như cô chú anh chị mình thấy rất là nhiều rồi, hầu như kín hết rồi nè, nguyên một cái dạc này. Rồi cái vị trí của lô đất của mình đó, nó sẽ từ cái mí nhà nè, từ mí nhà bên đây nó dài qua là 4 mét, và nó sâu vào là 14 mét, hơn 14 nha mấy chú chị. Thì Nhân nói 14 thôi cho nó dễ, còn mấy mốt ví dụ mình muốn rõ ràng hơn thì Nhân gửi cái sổ qua cho mình xem đó, bằng với cái căn nhà này, bằng với diện tích nhà này. Nhưng mà được cái căn nhà này là nó ngang 5 mét, đó, nguyên cái khu này là nó có một cái lô này 5 mét nè, với lại cái lô này 5 mét, tức là nó có 2 lô 5 mét, và tiếp tục là cái lô 4 mét, và những lô kia cũng vậy luôn. Thì cái này là cái quy hoạch của bên Phú Sinh nha. Thì cái vị trí mình ở đây, và cái hướng của nó là hướng đông nha các chú anh chị, hướng chánh đông luôn. Thì mình hợp với công mạng Đông Tứ Trạch là mình sẽ mua được lô đất này. Và cái lô đất này thì hiện tại là ví dụ như là chủ thì đang kêu bán với cái giá là 870 triệu nha các chú anh chị. Thì bây giờ là cái khu vực này Nhân cũng nói với cô chú anh chị luôn, thì hôm trước là có một cái lô bên đây, nó cũng ngang 4 và 14 nè. Thì bên bạn khác bán cho Hoàng Nhân, thì cái lô này đã bán là với cái giá là 950 triệu. Nhưng mà được một cái là lý do là nó được hai mặt tiền, tức là nó một mặt tiền đằng trước này và một cái mặt tiền bên công viên đó, cho nên là cái giá nó sẽ cao hơn chút xíu. Và cái lốc này thì hầu như là cái hàng mà cái đất mà chủ người ta ký gửi lại thì không có luôn. Nhưng bảo đảm của chú anh chị mình kiếm không có, nó chỉ có duy nhất lô này thôi. Nó thì giống như chú chị thấy là cái lòng đường mình là 6 mét nè, vỉa hè hai bên mỗi bên là 2 mét nữa, tổng cộng là nó 10 mét nha. Nó thì tức là nguyên một cái dạc này là chỉ có một lô này là ký gửi thôi, hầu như là không có lô nào khác. Thì 870 triệu, thì Nhân thấy là cũng với cái giá này Nhân thấy nó cũng ok, nó cũng khá là được. Nếu như mà mình xây nhà mình ở thì cái lợi thế đầu tiên đó là nó thoáng, nó đẹp, cái đường xá mình sạch sẽ ha, gần kênh. Cũng như là xung quanh đây thì cô chú anh chị mình thấy có mức độ người dân ở thì nó rất là kinh khủng rồi, hầu như nó kín mít hết rồi. Nó kể cả bên đó cũng vậy, dài qua đây. Đó bên đây cũng nhà đang xây, rồi phía sau lưng mình nhà nhiều lắm cô chú anh chị, rất là nhiều. Đó. Rồi, bây giờ Nhân sẽ chạy xung quanh cái khu vực này để cho cô chú anh chị mình hình dung rõ nha, cái vị trí của lô đất của mình. Nó Nhân chạy qua cái phía sau lưng của lô đất mình nè. Đó bên đây người ta xây nhà cũng nhiều. Bên đây cũng nhiều nhà luôn nha quý vị, rất là nhiều nhà đang xây dựng cũng như là người dân về ở rồi.
chưa chạy vừa quay nữa. Dạ. Rồi, bây giờ Nhân sẽ chạy vòng lại cái vị trí lô đất của mình một lần nữa. Rồi, Nhân xin kết thúc video nha. Nhân cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú anh chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha, để theo dõi được những video sau nữa. Còn cô chú anh chị mình muốn ký gửi cho Nhân thì liên hệ với Nhân số điện thoại là 0909 117 880. Nhân sẽ xuống làm video như thế này cho cô chú anh chị mình. Rồi, còn bây giờ nếu như cô chú anh chị mình muốn xem những video khác thì mình bấm vào những video trong màn hình nhé. Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video sau.